Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Quý vị để ý chúng ta vào cái đạo tràng này tu viết, quý vị thấy rất là vui nha. Nhưng để ý trước thời gian tu, tuy là mỗi người mỗi nơi nhưng mà thấy quý vị hình như gặp nhau làm sao, thấy cười đồ vui đồ phát tay đồ dữ dằn quá. Khi tu xong thì cũng nháo nhào dữ lắm á, khi mà bật âm thanh lên nghe nháo nhào chứ cười vui dữ quá ha. Nên đây là cái điểm mà gọi là tích năng lượng ấy. Là điểm tích năng lượng nên ai vô tu cũng vui á, rồi là kết bạn tu, kết bạn những bạn sen tu hành. Hình như là quý vị có mấy chiếc điện thoại hay sao nha, chiếc thì quay ngay mình, chiếc thì để gọi cho mấy cái bạn mà quen mà đang ngồi đằng kia, ngồi chỗ nào á, hình như vậy hay sao. Nhận Đức thấy sao? À, cũng vui ghê á. Nên cái chỗ này viết là thành cái chỗ mà nó là một cái điểm tích năng lượng, mà chính bản thân Nhân Đức khi tu xong Nhân Đức cũng ngồi lại luôn á, chưa đi á, đứng lên cắt áo choàng xong ngồi xuống lại luôn, ngồi không có biết cái gì chứ á, nhưng ngồi hưởng từ trường. Từ trường là người ta vui vẻ vì hưởng cái từ trường đó thôi à. Thì quý vị biết rằng cái điểm này là cái điểm đặc biệt nè, viết rồi cái nghĩa là cái đạo tràng không chung này rất là đặc biệt. Ai cũng giống như vô cái là tích năng lượng. Vì nhớ cái câu mà Nhân Đức từng từng thường đọc vào đó, vì an vui cùng hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Thấy không? Con người mình tí nó nghe hoài vậy đó, nhưng mà nó không vui vào cái hiện tại. Nó hai điểm mà nó lo, mà cái chứng giữa thì nó không để ý nè. Ví dụ như quá khứ và tương lai mà bỏ cái hiện tại, thấy chưa, thấy kinh khủng không? Quá khứ tương lai hai điểm này khổ nhất, quá khứ tương lai mà không nhắm mục tiêu của cái ngày hôm nay là hiện tại, kinh chưa đó. Nên bây giờ mình phải cần dụng công phu là gì đó. Nên ở trong chùa người ta nói dùng dụng công phu là đúng. Công phu là do giống như là mình có phim kiếm hiệp, quý vị, cái người yếu quá họ phải vào trong núi non hay trong một cái động nào đó họ luyện công phu, họ luyện công phu quý vị, luyện công phu khi họ có công phu rồi lúc đó họ mới bước ra để họ làm gì họ làm. Nên cái công phu là cái quan trọng, mình là yếu, mình yếu nên bản thân mình bây giờ phải luyện công phu đó. Giờ mỗi người mỗi nhà mỗi nơi luyện công phu, thấy không, để mình gạt hai điểm đầu và cuối, lấy cái chứng giữa, nghĩa là quá khứ và tương lai đừng nên đặt vấn đề nặng quá, mà hãy lấy cái hiện tại để gầy dựng. Tại vì hiện tại nó gầy dựng nó sẽ đi đến tương lai, thấy không. Đó, kể vị nghe câu chuyện mà trong cái quyển sách sách gì ta, niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Trong quyển sách niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư có một công đoạn rất là hay. Cái công đoạn này, cái nhà thí nghiệm này họ thí nghiệm về cái sợ hãi. Tại vì có những người ta nói rằng cái sợ hãi nó còn đáng sợ hơn chết, sợ hãi còn đáng sợ hơn chết. Nên nó lấy cái người này ra thí nghiệm, mà cái việc thí nghiệm này nó kinh quá, kinh quá. Mà tại vì người này là tử tù, tử tù là người này sẽ đem ra xử bắn chết. Họ đem cái người tử tù này ra họ thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì biết không, là họ để cái này lên trên một cái bàn, thấy không, rồi họ dùng cái loại nước mà giống như máu, họ bịt mắt cái này lại. Rồi họ mới nói rằng là bây giờ họ thí nghiệm người này là tôi sẽ lấy dao tôi cắt mạch máu của anh, và mạch máu của anh, máu anh khi chảy xuống thì trong bao nhiêu phút đó anh nhất định sẽ chết. Tên tử tù này cực kỳ sợ hãi, nhưng bị chói là hết rồi, chói cứng người là hết rồi, sợ không tưởng tượng được.
Thì cái lúc đó họ dùng cái cách gì đó mà họ gạt vào cái mạch máu tai, mà đâu có cắt đâu quý vị, mà họ lấy cái nước như là máu ấy, họ nhiễu vào ngay cái chỗ cổ tay đó. Và cái người họ để cho người tử tù này nghe được là máu, giống như máu trong cái mạch máu mình chảy ra toản 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 cứ chảy ra gì vậy. Mà cuối cùng trong mấy phút sau, người tử tù này chết. Người tử tù này không bị cắt mạch máu gì hết, nhưng người tử tù này chết bằng một cái là sợ quá mà chết. Ghê không? Đó. Thì thấy cái con người mình nó có những cái mà nó dọa mình đến mức mà mình còn đáng sợ hơn là mình chết liền. Nên tại sao trong nhà Phật dạy mình tu hành vô ý thí? Giống như câu chuyện của vị tổ sư thứ sáu của Tịnh Độ Tông, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Cái câu chuyện mà ngài mà gọi là cái thờ lúc ngài còn cư sĩ ngoài đời, mà ngài lấy tiền mà ngài phóng sanh rất là nhiều. Cuối cùng mà ngài bị bắt, thì ngài bị bắt thì là kết án cho ngài là tử hình. Thấy ngài quá bình thản luôn, cực kỳ bình thản luôn, không sợ gì cả. Nghĩa là cái quan mà dám chảm là phải trình lên cho nhà vua rằng là tại sao hồi xưa chưa từng thấy tử tù nào mà bình thản như vậy. Nó nghĩa là kết án là tự tử, mà kết án là chảm đầu mà không sợ. Xong vào đầu hỏi ông vì sao mà ông được bình tĩnh như vậy. Nó là tất cả đồng tiền tôi lấy được đều phóng sanh hết, phóng sanh hết. Nên khi tôi bị chết đi, một mình tôi chết mà bao nhiêu con vật được sống, nên tôi không có gì để sợ cả. Thì ông quan giám trảm này lên trình lên nhà vua rằng lạ như vậy, ông này ông nói lấy tiền toàn bộ đồng tiền, ông chưa từng xài gì hết, lấy tiền phóng sanh hết luôn. Bây giờ cứ giết ông cũng không có sợ chứ. Xong nhà vua nói ngày mai cứ 12 giờ trưa đem ra pháp trường xử trảm. Nếu như mà vẫn bình thản giữ được cái tâm đó thì đem về, còn nếu nó sợ chặt đầu. Thấy chưa? Thì quý vị biết rằng đem ra ngoài pháp trường, ổng bình thản luôn, cười ha 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 bình thường vậy đó, kinh khủng không? Xong quan giám trảm đem về đưa nhà vua. Nhà vua hỏi sao mà mi không có chút xíu sợ hãi? Con không sợ, vì đồng tiền con lấy được con đều là sống sanh hết chứ. Mà mình đừng có làm điều đó ngay vị, tại vì hồi đó chắc không ai phóng sanh, nên ngài mới làm vậy. Còn bây giờ nhiều người phóng sanh quá, thôi mình đi ăn cắp tiền chi, hiểu không? Thôi nên từ nơi đó mà nói gì ở đây, mình đi ăn cắp tiền ở đâu thừa mất công đó. Nên á, xong nhà vua nói như vậy thì thôi tha luôn, không giết nữa. Bây giờ ông có cái nguyện gì? Là con chỉ đúng có cái nguyện muốn đi xuất gia tu hành. Được, đi xuất gia tu hành. Nhà vua hậu trì, sau này ông là vị tổ sư thứ sáu của Tịnh Độ Tông, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Thì thấy rằng là cái hạnh vô ý thí nó làm cho mình an tâm vô cùng. Nó giống như quý vị biết rằng cái sợ hãi nó kinh khủng lắm, nó rất là đáng sợ. Nên mình là người học đạo mà nó là dụng công phu, cái chiến tiếng dụng công phu nó không đơn giản. Thì cô Viên Kiếm Hiệp quý vị thấy không, cái người nó chưa có võ công một chút nào chứ, thì bắt đầu được sư phụ dạy cho dụng công phu, mà nó dụng công phu đến mức mình không có năng lực. Còn mình thì mỗi ngày mình lên mình công phu suốt luôn, đụng gì cái là mình sợ xanh mặt xanh mày chứ, bởi vì nó dọa mình nguy hiểm lắm. Nên quý vị nhớ rằng là phải giữ được cái tâm của mình. Sống trong cuộc đời này, quý vị biết vì sao mà chúng ta bị sống ngoài đời mình sợ hãi nhiều quý vị? Vì tác động xung quanh, cái tác động xung quanh nó rất là nhiều. Nên những đức sợ nhất là bên cạnh những đức có một người mà tối ngày cứ tác động như đức, khó làm việc. Thật sự quý vị, những đức đi tu 15 năm, những đức làm được nhiều việc lắm, là do gì biết không? Làm liều mà ra. Thành công những đức là từ gan mà thành công không đó quý vị. Thật sự luôn á, từ gan mà thành công á. Quý vị coi bây giờ học lớp 3 không có trình độ gì hết, dám lên ngồi trước công chúng mấy chục ngàn người nói chuyện, vì nghĩ sao à? Lỡ quên sao? Có nhiều người mà hồi đó những đức nói chuyện mà họ nói trời ơi thầy nói chuyện mà con sợ thì quên ghê luôn á. Tôi nói tôi không sợ mà ông sợ làm gì? Quý vị thấy không? Nên cái chỗ mà thành công là ngay cái mình vì người ta mình gan, mình thành công đó. Thấy rõ ràng chưa? Nên á, tại sao chúng ta sống ngoài đời chúng ta dễ bị sợ là do cái tác động xung quanh. Vì con người đa phần xung quanh mình là vì cái ta của mình, cái của mình, cái giữ của mình. Tuy là mình nói mình vì người ta, nhưng mà mình bảo vệ cái bản thân mình có được.
nên bản thân mình bị sợ hãi mất đi. Nên bản thân mình phải tập làm sao nhìn thấu cái chỗ đó. Nên như Đức Phật nói là tin nhân quả, cực kỳ tin nhân quả cho nó mạnh. Thật sự mà nói á, nên bản thân những Đức nói rằng bây giờ bản thân mình không có gì, không còn gì. Bản thân mình từ hôm nay phải sống làm sao cho nó đặc biệt là một người cư sĩ. Thật sự mà nói phải lập trường lại, trở thành một người cư sĩ mà hành đạo, mà tu hành, mà dụng công phu còn phải đặc biệt hơn ngày xưa. Cái thờ làm người xuất gia nữa. Tại hồi đó thờ người xuất gia nó còn cái nhiều thứ quý vị. Chùa chiền rồi đại chúng tùm lum. Bây giờ chùa như Đức cũng không có, chúng như Đức không có luôn. Thật sự mà nói quý vị là những người ở phương trời nào như Đức cũng biết. Ngồi trên cái tivi này thôi, chứ bây giờ nhà ai nấy lo cơm ai nấy ăn thôi. Chứ bây giờ mà lo gì trong đây nữa giờ. Thì bây giờ mình đủ duyên, mình tu tập xong mình chia sẻ. Nên như Đức nói, cái sợ hãi nó đáng sợ lắm. Mà cái đáng sợ nhất là tác động xung quanh. Nên những Đức nói bây giờ mà nói mà sau này mà những Đức mà có một chỗ nó ổn định, chắc những Đức khỏi cần gặp ai luôn, chỉ tu trên rừng thôi. Tại những Đức phải bảo vệ một cái sự mà tâm huyết của những Đức và cái sự bình an của mình, để đem cái bình an này mình tác động mạnh ra xa bên ngoài cho công chúng được lợi ích, không có để cho bên ngoài tác động vô mình nữa, mà mình phải bảo vệ một cái sự an lạc này để mà trả ơn với vị, là tác động ra cho quý vị để cái bình an. Cũng như cái bài chia sẻ này nó quan trọng lắm. Nếu quý vị nghe mà kỹ thì quý vị sẽ thấy cực kỳ quan trọng luôn. Quý vị biết rằng có những người chúng ta là chúng ta nói, ôi con lo cho thầy lắm, con lo thầy dữ lắm luôn, con lo, con sợ, con lo thầy lắm. Quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại. Chúng ta sẽ thấy cái vi tế của cái lo đó liền. Cái vi tế đó của cái lo đó nó có nhiều cái lắm quý vị. Có những cái ví dụ như bản thân mình có một bức tranh. Ví dụ một bức tranh đi. Bức tranh này rất là đẹp. Thật sự là chúng ta mỗi ngày thích ngắm bức tranh này. Nếu mà bức tranh này mất đi, chúng ta sẽ không có bức tranh này để ngắm được quý vị. Nên bản thân chúng ta vẫn có cái vi tế của cái ngã. Nên trong đạo Phật mới dạy là vô ngã vị tha. Vô ngã là quên cái ngã của mình thì mới vị tha thù thắng. Nên nhiều người chúng ta là, ví dụ như Phật tử rồi đi, quý vị bị bảo vệ cái thích của quý vị thôi. Giống như lâu lâu những Đức nói, bây giờ những Đức làm cư sĩ rồi, lâu lâu những Đức bận một bộ đồ đời, quý vị gặp những Đức bất chợt là có những người bình luận nói rằng, con không thích thầy gì đâu, con không thích thầy gì đâu, thích thích gì chuyện của quý vị chứ. Sao rồi cái chuyện của người ta đây, người ta biết người ta làm cư sĩ, người ta làm sao chứ. Ta làm sao để tương lai nó lâu dài, người ta hành đạo trong thuận và nghịch chứ. Thích thích gì miễn tôi tu quý vị thôi chứ, đúng không? Giờ tôi làm cư sĩ mà ngày tôi tu năm thờ với quý vị rồi còn gì nữa chèn. Còn gì nữa, đúng không? Đâu có dễ đâu, thì thử đi. Nó, nhưng mà con đường này phải đánh con đường dài á nghe. Ừ, chứ không phải một hai tháng bỏ cuộc đâu. Quý vị coi những Đức nè. Những Đức sẽ làm cho quý vị thấy. Làm tớ luôn á, ghiền luôn á. Làm sao mà cảm thấy tu ghiền á. Còn 12 giờ phi thì vô nổi được cái vô. Tôi không ép ai đâu, vô mà ngày mai nó chồng nó chửi te tôi chứ vô làm gì. Vô 12 giờ khuya rồi ngày mai sáng ăn cơm rồi gục lên gục xuống. Rồi sáng công phu thì gục lên gục xuống. Chuyện gì à? 12 giờ ngủ đi. Người ta 12 giờ. Người ta không gục nè. Người ta mới vô. Có bị gục thì vô làm gì? Ai có bản lãnh thì vô. Không đủ bản lãnh thì luyện công phu từ từ đi. Mệt ghê. Thấy không? Nên cuộc đời những Đức nó đã trải qua từ nhỏ tới lớn đủ chuyện chứ. Cái nghĩ và cái làm những Đức nó cũng không có đơn giản đâu. Nên tất cả những người mà bên cạnh Đức thương yêu, Đức đừng có quá bận tâm gì những Đức. Những Đức là người có những cái nghĩ mà nó đột phá ghê lắm. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Thấy không? Nên quý vị phải nhớ rằng cái tâm những Đức nó đủ bình thản gì là vì mừng nè. Mừng là con người này mất hết tất cả mà còn bình thản được gì nè. Những Đức mà dụng công tu một thời gian, vị sẽ thấy. Sẽ thấy à. Thấy cái tâm mà quý vị mà gặp những Đức một cái thôi là quý vị sẽ thấy chàng ô. Nó mát, đừng có nói nữa. Gặp cái thôi là thấy mát liền. Nó cho bà biết đó nghe. Những Đức dụng công tu thời gian đi, mình sẽ thấy nè. Cứ là mỗi ngày không nghe, không thấy, không biết, mà cứ dụng công tu. Nên người nào mà thương Những Đức là đến với Những Đức, đừng có tác động Những Đức. Hãy bảo vệ cái tâm cho Những Đức. Đừng có tác động. Tác động như con sợ này, con sợ kia. Đừng có nói con sợ giống đó. Trong cái từ điển Những Đức không có chữ sợ. Sợ chi trong đó chen hết chen. Cuộc đời có cái mạng thôi mà bây giờ không còn gì cả. Vợ con không có, gia đình không có, Phật tử bị Phật tử bỏ rơi hết rồi.
chùa gì cũng không có, trở thành cư sĩ luôn. Đang nhờ người ta mua mấy bộ đồ, phải với mua giùm đôi giày, phải bận đồ giống xã hội thôi. Mình nó làm cư sĩ, mình làm cư sĩ cho đúng bài luôn, mà cư sĩ chịu tu, thì không chịu hả? Không có muốn thầy gì đâu, không muốn thầy. Thầy tôi đâu có kêu mấy người kêu tôi bằng thầy nghe chưa? Tôi là cư sĩ, kêu bằng anh hiền, anh đức gì cũng được chứ nha. Còn lớn tôi kêu bằng anh bằng chị lại à, bình thường đi. Tôi không làm thầy ai chứ nha. Để gặp tôi kêu thầy của ngày tôi quýnh á, tôi nói thiệt. Giờ tôi làm cư sĩ tôi quýnh thiệt chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe chưa? Gặp tôi kêu thầy. Nó nên á, mấy cái người sống chung trong đây. Bữa đó bà chủ nhà mới gặp kêu thầy, tôi quýnh bà bây giờ. Kêu thầy. Kêu bằng cô đàng hoàng, xưng con đàng hoàng, kêu đáng tuổi con cái người ta thôi. Mình làm cư sĩ, làm cư sĩ thì ra cư sĩ luôn quý vị ơi, miễn sao như đức tu quý vị thôi. Không biết sao ngày nào cũng tu thôi, đồ có ăn thua gì đâu, bộ đồ miễn chịu tu rồi thôi chứ. Hồi xưa còn làm thầy đắp y, ngày có tu quý vị được 5 thờ không? Bây giờ bằng đồ đờ mà tu 5 thờ, vậy chắc quý vị muốn cái y mà không tu thờ nào quá à. Nên tư nó đó, đừng có dính cái hình tướng đó nghe chưa. Đừng có dính cái hình tướng nó cho rằng là đẹp nhất trong tâm mình. Nó đẹp mà nó không tu. Còn bây giờ nó nhìn nó không đẹp mà nó tu. Miễn làm cư sĩ mà nó tu là được rồi. Nên sau này ngoài đường gặp tôi kêu bằng thầy tới thì thầy. Thầy bà chứ nó không. Kêu gặp kêu anh Hiền, à chào em. Nên từ đó tôi dạng lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Kêu tôi anh, tôi kêu lẫn em chứ sao bây giờ. Nên mình vậy đó, mình phải giống cái cuộc sống xã hội. Nên tôi vậy đó, nên tôi mong rằng quý vị á, nghe những điều chia sẻ này, hãy dưỡng cái tâm mình, bảo vệ cái sự bình an của nội tâm mới là thương người khác. Bất an của nội tâm là hủy hoại cái tâm người khác. Chúng ta cùng là một thể mà đi bất an là làm cho người ta bất an không à. Tôi nói thật sự, tôi nói mấy người mà biết tôi mà buồn đồ lo cho tôi là nó hại tôi, không có giúp tôi chút nào. Đúng đấy, vị niệm Phật mới bị bình an thì những đức sẽ tăng công phu lên. Tăng công phu lên biết nhiều nói chưa. Còn quý vị mà lo được, lo mắt, lo sợ này kia, không biết có cơm ăn không rồi có, đừng có lo. Trời ơi, đâu phải đứa nít mới đẻ đâu. Không có cơm ăn thì nó bò đi kiếm cơm ăn chứ. Đi kiếm cơm ăn chứ đâu có gì đâu mà sợ. Vì biết những đức là người mà nó lang bạc xã hội cuộc đời, khổ mà làm sao mà đói được. Không đói đâu, thấy không? Yên tâm. Nên mong quý vị ai cũng là người tu hành, bảo vệ cái tâm của mình, phải bình an cái tâm của mình mới thương người khác. Đừng có tác động người đàn ông bên cạnh, hoặc là đừng có tác động chồng, nhất là mấy bà phụ nữ. Mấy bà ưa sợ cái này sợ kia mới tác động đàn ông. Người ta đang bình yên, mấy bà tác động là ta sợ chết mù. Phải lo cái này phải lo kia, mấy bà phải dùng công phu cho nhiều, thấy không? Phải dùng công phu cho nhiều với tin nhân quả nghe. Nó gì thì quý vị sẽ thấy được sự an lạc của Phật pháp và tuyệt vời của Phật pháp. Chúc quý vị an lạc quý ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.